múc của đại tá quân đội về hưu đây. Đại gia đất Sơn Tây đấy. Rồi vui các bác tí mua của một chú đại tá trên Sơn Tây, chú rất là mê cây cảnh, thì nếu mà chú xem video này thì cũng hy vọng là góp ý thêm anh em cháu. Đấy thì cái cây si này thì đang theo hướng cốt làng cổ thụ, nhưng mà nó hơi bị cao một chút, nó hơi bị cao một chút. Đấy, chân về thì tạm ổn, rất là hoành tráng rồi, hơi cao hơn so với mong muốn một chút. Đấy, nó cũng là một cây si rất là ghê gớm đấy, rất là ghê gớm, nhưng mà có điều là tay tán của nó đang có cảm giác nó dày quá, cũng chưa nhìn rõ, thì anh em tính vật lá và làm cái cây này, làm cây này luôn, chẳng biết có kịp trước khi trời tối không, bây giờ mới đi làm về chỉnh tay luôn rồi quay các bác nhé.
mất khoảng 15 phút vật lá. Thì giờ tác phẩm kinh điển này. Nhìn rồi mà rơi hạt gạo ở đây là không xuống được. Dày như răng lưới. Đấy, giờ không triển khai đây, không có tối sẽ cố gắng lọc. Sơ bộ là sẽ lấy những cái tay chính. Tay này sẽ bỏ đi này. Trồng lấn ngọn này cắt thấp xuống. Tinh thần là như thế, còn vừa làm vừa suy nghĩ tiếp. Cái này cắt đi. Nói chung là nên lần từ dưới lên cái đường chính của nó. Nó sẽ không tránh cái trường hợp nó bị sai. Đang hiện có của nó đây. Ít có này. Một thân này, hai thân, ba, bốn cái. Một cái tay lên. Đấy. Sau khi hoàn thiện nó chỉ cao đến tầm đây. Đấy. Thế nó đang là một cái bóng làng mà tông hơi cao. Hơi tối. Tí nữa cắt luôn cái lá già hết, thu ngắn lại. Cây này. Một tí thì cho bên này thì cái phôi luôn. Thấp xuống. Thì cây nó sẽ thấp đi một đường ý. Đây là sẽ một cây chính này. Đây là cây chính ra đây này. Đấy. Cây chính ra đây này. Chính ra đây. Mình sẽ chọn mặt chính là mặt nào. Mặt này thì cái sẹo to. Mặt này là mặt chính. Này là mặt chính thì xem nào. Mặt chính thì nhìn nó cao quá. Thank you.
suy nghĩ nhiều. Đâu đâu. Hỏng thì cứ bắt đền em là được. Có dây, có dây nhôm chưa lên à? Chưa. Cả nhà đưa cũng thôi. Ở đây nhôm cũng chết, nhìn nó chưa thấy. Dây này là dây sắt, sắt thép. Ai cũng đồng chứ. Chạy sang bên kia mua lấy một cái kia, mua lấy một kéo vào hàng bãi. Mà cái Tiger nhà anh cái hàng Nhật đấy mà sao có 206 rẻ thế nhỉ, mà sao trên hàng bãi như toàn bán đất này. Nhật ý chắc là Nhật mới. Nhật bây giờ Nhật. Ra không lịch mất không? À vẫn ở đây. Thôi được, tầm này thì không quay được thôi. Bỏ nó gọn, đỡ suy nghĩ cái đã. Cối mắt quá. Trên này phải gắn vươn ra tận ngoài. Cái nếu chọc đây là mặt chính thì cái này cũng phải bỏ đi. Thank you.
cắt bỏ cái cành này. Vắt nó sang đây có hai cái lưỡi rồi, đây một cái dễ nữa rồi, xong để vắt nó này, chuyện cho nó to. Đấy, nó sẽ chia nhau nó rõ hơn một tí, chứ nó dính vào nhau. Thì nó thành dính vào nhau. Quên rồi, không mang cái cảm đi rồi. Đầu cành này. Thank you.
này nó chưa liền ở đây, hơi bé. Hơi bé. Sự bé thì bé. Buộc phải thấp. Cố gắng cho nó thấp cái thân này xuống. Bé thì cũng phải thấp. Xử lý sau thấp cái cây xuống phân tách là 3 mà tuấn bán tách là chỉ dính đây là một, đây là hai, cố gắng đẩy cái này từ chỗ này đây đang tạo cảm giác cho nó đang tạo cảm giác cho nó làm cái dịch vào đây một tí để cho bay đường cái này đi chủ và một suy nghĩ này đi từ từ suy nghĩ cái cảnh đấy suy nghĩ cảnh đấy xem cảnh này có chịu được nổi một thân không, có chịu nổi một thân này một thân không? Đấy. Tắt mẹ không ai à? Đấy, có báo bác là hôm qua. Cái cây này thì làm thì trong quá trình làm vừa làm một suy nghĩ thì không để quay lại các bác xem nếu nó xuất ruột thì hôm nay em xin quay lại cái kết quả nó và chiều sẽ kiếm cái chỗ tàu tay vào thì lúc đấy các bác sẽ nhìn được cái nét nó ok hơn đấy thì em đục và làm lại tay tán hết cây này các bác này nhìn này đầu tiên là làm lại bệ chỗ này ngày xưa là có một cái sẹo rất to ở đây các bác hình dung lại có một sẹo rất to và có những cái rễ cũng xuống đây giờ lại bỏ đi cái sẹo đấy đây rồi là nó bỏ đi cái sẹo đấy ở đây cho nó cân cây ở đây này như này đấy chỗ này thì không xử lý gì nhiều thì được một số nét bỏ những cái rễ này đi bỏ cái rễ này đi bỏ rễ này đi bỏ cái rễ ở đây đi đấy đục lại cái rễ to này
Đây, mặt tiếp theo này. Đấy, mục tiêu chính của nó là muốn làm côn lại cái bệ và làm lùn lại cái cây này. Làm lùn lại cái cây này. Đấy, bây giờ hơn găng tay một chút. Làm lùn lại cái cây này. Phía bên này. Phía bên này cái sẹo, một cái sẹo cực kỳ to đây. Ở đây như này, nó như một cái dốc trượt đây. Rất to thì mình xử lý lại để nó thành cây nó có chiều sâu. Nó có chiều sâu và đục đi những cái mảng ở đây. Rất to này, trước nó đẩy lên gần đến đây này. Đục đi những cái mảng ở đây. Để muốn phân tách cái vách ở trên nó đỡ bị dính với nhau. Và xử lý cái sẹo này nhìn nó mềm mại hơn, cây nó có chiều sâu hơn. Đấy, đây là một mặt. Chỗ này cái rễ rất to, cũng phải bỏ đi này. Xử lý cái rễ này rất là to này. Đấy, thì cơ bản bây giờ cây rất là lùn lại rồi. Mặc dù chiều cao vẫn như vậy nhưng mà cắt bệ trên rất là lùn. Bệ bây giờ chỉ bệt dính một tí này. Bệt dính luôn bằng bệ luôn. Đấy, cắt đi những cái phần rễ này. Đấy, các bác nhìn rất to như này. Bây giờ bệt rồi, rất là bệt rồi các bác. Đây phần đi tứ diện của cái cây này. Đó, xử lý khá là nhiều. Chỗ này sau đang níu cần cái chỗ ở níu cái dây, nhưng mà sau sẽ bỏ cái phần này đi, bỏ cái phần này đi, bỏ phần này đi. Đấy. Những cái dây này là những cái dây gì các bác? Những cái dây này các bác nhé. Những cái dây này là do cái tay này phải bẻ xuống tận đây. Tay này phải bẻ rất là vất vả, cắt chữ V bẻ xuống đây này, xuống chìa ở đây này. Tay này cũng vậy, cắt chữ V vừa vô cái lượng sẹo, cắt chữ V rất sâu nhé. Đấy, vừa vô cái lượng sẹo này nhé. Tay này bẻ xuống. Đấy, tay này phải bẻ xuống, đang bị chìa ngược lên trên. Và cái ngọn này này, sau sẽ thu ngắn đến đây. Được cái mầm làm sao hoàn thiện chỉ cao đúng bằng này thôi. Bên này cũng vậy, cái này cũng vậy, nuôi cái này nuôi cái nhỏ. Đấy, như cơ bản bây giờ để như vậy đã. Đấy, cái chiều em thay cái chậu em sẽ đục cái chỗ này đi. Đấy, thì các bác nhìn nó cũng đỡ cợn mắt cái chỗ đó. Đấy, các bác so sánh với cái cây hôm qua thì gì sẽ như nào? Ưng nhất là em đã lọc đi rất nhiều tay tàn, lọc nhiều, đi cực nhiều tay tàn, đục đi cái chỗ vách dính ở đây, từ đây sang đây dính với nhau. Đấy, đục đi, cắt đi nhiều, rất nhiều tay tàn, rất là rối rắm, bị vào dây nó lẫn rất là lòng ngoằn. Đục đi những cái rễ chướng mắt cực kỳ, để cho phần bệ từ đây đến đây, từ đây đến đây là phần thân tay tán đây. Đấy, bên này cũng vậy, rất ưng cái chỗ là cái sẹo này. Đã làm cái sẹo này lúc đầu nhìn thấy rất là ngại, tự là làm xong thì thấy khá là ưng. Bây giờ chỉ cần lấy cái chỗ này cắt chữ V ngay xong lái cái tay này dịch ra đây một chút thôi. Đấy, bệ biết cắt rất là kinh khủng này, tạo u cục tạo sẹo đây. Tứ diện nó đều đẹp, bây giờ tứ diện đều ok rồi. Chỉ chia một chút là cái thân bên này nó vẫn hơi bị dính, sau sẽ phẫu một chút đây này, sẽ tách ra. Đấy, đúng không? Bệ lùn cây đi rồi. Đây, cũng ưng nhất cái cũng là cái sẹo ở đây. Sự bắt xem lại cái hình ảnh cũ ấy, nó có cái miếng chà bá này. Nhưng mà thực tế nó là cái rễ to, rất to ngày xưa. Thì nó không ăn vào thân nhiều lắm, nhưng xử lý chỗ này cũng khá là đơn giản. Đấy. Giờ thì tôi nghĩ là cây nó lên giá trị rất là nhiều rồi. Từ trên xuống nhiều bác. Các bác sẽ so sánh với lúc cũ nhiều bác nhé. Tận 8:30 đêm mới xong rồi. Từ 6:00 đến 8:30 đêm mới xong.
chiều thay cái chậu tàu, các bác nhìn chậu tàu mỏng mỏng này thôi, mục tiêu là mọi thứ là đều muốn thu ngắn cái cây này một chút. Rồi các bác sẽ thấy cái thành phẩm nó không rất là nhức nhối các bác nhé. Rồi xin cảm ơn các bạn, để chiều làm nốt cái video, cái phần đoạn còn lại cuối cùng video để là thay chậu để bác xem một tác phẩm hoàn thiện nữa nhá. Đấy, báo cáo các cụ giờ mới đi làm về để anh em thay chậu cho cái cục xi làm tối qua đây, xi làm tối qua đây. Đấy, cục xi sáng nay bôi keo lên sẹo nó cũng khô rồi, một số chỗ. Đấy, sẹo này giải quyết xong, giải quyết xong hai cái sẹo bò chà bá này, yên tâm rồi. Đấy, bây giờ cái trước nó bên cái chỗ đây, cái trước nó bên cái chỗ này đúng không, cái chỗ này thì đây, cái chỗ nó vốn dĩ đã cao này, cái cây này mình đang rất muốn nó lùn lại thì nó rất là phản tác dụng. Đấy, thì anh em mới thửa được cái chậu đẹp này rất nhật đây, mày thay luôn cho cụ ngon lành luôn, chơi chuyên nghiệp đấy. Đấy, thay đất nhật nha các bác nha, cú đất nhật to này thay được mấy cây liền. Đây, thay luôn mấy đất cho mấy cây liền. Đây, cũng đang thay đây. Tí nữa thay xong thì quay các bác xem nhé, bây giờ vương víu lắm. Đây các bác, có thể hơi tối chút, nhưng mà đây, ở dưới để các bác so sánh cái độ cao của hai cái chậu chậu cũ đây nha. Chậu mới thì nó phải hơn kén nó tầm khoảng 7-8 phân đấy, 7 phân đấy. Cao ấy, chậu cao. Đấy, thì coi con này đang bệ nó trải ra đến tận đây cơ mà, đang gùi các bác nhìn không nhìn thấy, đôi đôi. Các bác không nhìn thấy cái bệ nó mùi, vừa nãy khoe cái bệ của bác rồi. Đấy thì thực tế cho cái chậu nó rộng một chút, cho nhất là vừa khỏe cây, hai là tạo cảm giác nó lùn hơn đấy, cái cảm giác. Đấy, thật sự nói thì quay khó nhìn hơn so với thực tế, nhưng mà so với mắt mình nhìn trực tiếp đây, nhưng mà đây cái sẹo ngày xưa đây nó rất là đáng sợ, nhưng mà bây giờ là lại thành cái chỗ nghệ thuật rồi. Đấy, bên này có một cái sẹo rất to đây, nhưng mà cũng đã xử lý xong rồi, ngon lành rồi, mỹ thuật cao rồi. Đấy, bệ liệt bệt rồi, côn bệt ngắn bệ rồi, trải bệ rồi, như giống bệ nhãn rồi. Đấy, tay tán rụt gì rồi, sau cái này phải bỏ đi các bác nhé, bây giờ để chơi đã hai cái này, cả cái này nữa nhé. Đấy, đầu tiên là phần ngọn này, cái phần này để cho ra đẩy ra một chút như lúc sáng có nói. Đấy, mỗi đốt quá, cứ từ từ thì em làm cùng. Đấy, phần thân đây. Đấy, đấy phần bệ đây, đấy, phần bệ đây, và phần bệ và đất nhật này. Tất nhiên nếu mà bây giờ tưới ngay thì nó lộ cái bệ rồi, các bác nhìn nó sẽ thích mắt lắm, và nó sẫm màu cái cây lại thì nhìn thích lắm. Đấy, chậu tàu xịn nhé, nhiều tiền nhé. Đấy, để tổng thể đây như một cây đại thụ với thiên nhiên nguyên dạ, dễ đang đóng bánh thì đúng không, giải một lớp lên trên thôi, giải lớp lên trên, dễ đang đóng bánh mà. Đấy, cái bệ chỗ này xử lý rất là hay, khéo, rất đẹp, cả cái sẹo này hợp lý luôn cái chỗ này. Đấy, mặt
nào cũng là cây cổ thụ, tuy nhiên mặt này đẹp dã man luôn. Đấy, nhìn cái mặt này rất khỏe, rất rụt rịt. Mặt này thì nhìn thấy cái bóng làng nó rõ hơn. Mặt này nhìn cũng ok, đối xứng với cái mặt bóng là cái mặt rụt rịt vừa nãy. Đấy, có dịp ban ngày sẽ quay các bác ngồi đây. Mặt này mặt chính là vui này. Chuyển xuống các bác nha. Ít chê được đúng không các bác? Tay cảnh hợp lý rồi. Rồi, cảm ơn các bác. Nói thêm nha, để em kết thúc video để làm cái cây, những cái cây còn lại nha. Cây đất Nhật.